được giới trẻ đón nhận từ lâu. Thế nhưng phải đến kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, eSports mới chính thức được đưa vào thi đấu và tính là bộ môn thể thao có huy chương. Tuy nhiên, đó là kỳ đại hội thể thao mà các đại diện Việt Nam thi đấu không thành công với chỉ 3 huy chương đồng. Tại SEA Games 31, ban tổ chức đã đưa ra danh sách 8 bộ môn với tổng 10 nội dung thi đấu đều đã quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như Liên minh huyền thoại, Liên quân Mobile hay FIFA Online 4. Đương nhiên, sự kỳ vọng của khán giả dành cho các tuyển thủ ở bộ môn này là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng với họ, việc tham dự SEA Games cùng tư cách là vận động viên thi đấu cho quốc gia có sự công nhận từ đông đảo khán giả, đặc biệt với những người chưa biết đến nhiều ở bộ môn này là điều quan trọng nhất. Việc được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trước chiếc huy chương vàng và cũng được thi đấu trên sân nhà, nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là sự quan tâm từ tất cả mọi người, thì chắc chắn nó là một áp lực mà tụi mình phải chịu. Vì thi đấu mà được mọi người ủng hộ nhiều thì tụi mình chắc chắn sẽ có áp lực. Tuy nhiên thì tụi mình sẽ cố gắng làm hết tất cả các thể. Tụi mình được nhận được sự công nhận từ nhiều khán giả, nhiều như những phụ huynh lớn tuổi, người ta cũng có một góc nhìn khác, một góc nhìn cởi mở hơn và trân trọng những đóng góp của tụi mình hơn tại kỳ SEA Games 31 lần này. Cảm nhận của mình thì cũng khác ở mọi lần mà mình thi đấu quốc tế, chẳng hạn giải quốc nội, kiểu như mình thi đấu SEA Games này là với tư cách làm vận động viên và thi đấu cho một tổ quốc Nam thì cảm nhận điều đó. Đối với mình thì áp lực chắc chắn là có, tại vì dù sao thì đây là cả đội mình thì cũng được đánh giá là đội ứng cử viên sáng giá nhất cho việc giành huy chương vàng, thì đó cũng khiến cho mình rất là áp lực. Và điều đặc biệt là mình đang thi đấu trên một sân nhà, một sân khấu của mình nữa, thì điều đó cũng khiến cho mình áp lực một chút, nhưng mà mình sẽ nghĩ điều đó coi như mình làm một cái động lực để mình thi đấu. Lần đầu tiên được tham gia SEA Games lần này thì bản thân em cảm thấy rất là vui và khá tự hào về bản thân mình khi được đứng ở đây để thi đấu vì đất nước Việt Nam mình. Bản thân em cũng giống như gia đình em mà thôi, cũng rất là tự hào tại vì mình đại diện rồi còn thi đấu tốt để nhận được huy chương vàng nữa, thì ngay cả bản thân em, gia đình em và tất cả mọi người thân của em cũng đều rất là tự hào về em. Sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ eSports tại Việt Nam là điều được nhìn nhận trong những ngày thi đấu đã qua tại SEA Games 31. Tuy nhiên, nếu nhìn về tổng thể, sự ghi nhận này là thành quả xứng đáng dành cho những công hiến không biết mệt mỏi của những người đã và đang nỗ lực đưa eSports đến với đông đảo khán giả trong nhiều năm qua. Có thể là mọi người chưa biết thì Liên minh huyền thoại được đem vào ASEAN tại Trung Quốc, thì tụi em sẽ cố gắng để mà có thể tham dự được ASEAN và đem về được một chiếc huy chương dành cho đội tuyển Việt Nam. Còn những kỳ SEA Games sau đó thì tụi em cũng sẽ quyết tâm để mà đạt được thành tích cao nhất. Tại vì đây cũng là đầu tiên bộ môn Liên minh huyền thoại được tham gia vào kỳ SEA Games, thì điều đó sẽ khiến cho mọi người quan tâm đến kỳ SEA Games này, và đặc biệt là Việt Nam. Khi mà mình giành huy chương vàng thì cả bản thân mình và gia đình và người thân xung quanh mình sẽ được tự hào về điều đó. Về tương lai thì bản thân em luôn mong muốn là sẽ tiến xa hơn, và nếu có cơ hội lần nữa để thể hiện bản thân mình ở sân khấu quốc tế cho đội tuyển Việt Nam thì bản thân em sẽ cố gắng hết sức để giành ngôi vị cao nhất. Các con thi đấu, nhìn các con thi đấu và nhìn xã hội để ý vào cái việc các con thi đấu như này, tôi thấy là rất hạnh phúc, và các bậc phụ huynh đã một phần nào đó xóa bỏ những cái lần thể thao này là không phải là lần thể thao của con quá nét nữa, mà là một giải đấu quốc tế. Tương lai thì là cái môn này càng phát triển, tuy rằng nó đến sớm so với thế giới nhưng đến muộn so với Việt Nam, nhưng mình mong là mình sẽ tiến tới là hòa nhập được với thế giới về cái môn này. Đầu là cũng biết cái bộ môn Liên minh huyền thoại, vì sau đây con có tham gia thì cũng lần lần cùng xem, cùng biết, cùng hiểu mà đã đưa vào bộ môn thi đấu chính thức của SEA Games. Vì cái game thủ là một môi trường khắc nghiệt, cho nên sau đây có điều kiện để tạo cho các cháu có học tập thêm để mà có một cái quá trình lâu dài. Có chú rất là vinh dự vì được đến lần đầu tiên được đến đây để xem được trên cái màn hình to như vậy, và rất là tự hào khi con trai mình đã giành được thắng lợi. Mong rằng là trận bán kết chung kết toàn đội sẽ đưa huy chương vàng về cho Việt Nam và cho cả gia đình và cả bạn bè và cả cùng toàn quốc được biết sức bền của Việt Nam vô địch. Và đó sẽ là huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch. Đó là những gì mà chúng ta sẽ hô vang ở trong khoảnh khắc này khi năm
SEA Games 31 là một kỳ đại hội thành công với eSport. Bộ môn này đã mang về 5 tấm huy chương vàng trên tổng số 10 nội dung thi đấu cho đoàn thể thao Việt Nam. Và chắc chắn các vận động viên sẽ không muốn dừng lại tại đây, bởi mục tiêu của họ là đưa Việt Nam vươn ra thế giới trong những năm tiếp theo. Thật ra thể thao điện tử đã có từ Việt Nam từ rất lâu rồi, nhưng cái khái niệm của thể thao điện tử thì vẫn còn nhập nhằng với chỉ là game. Và thật ra là bản thân Garena là nhà phát hành game thể thao điện tử trong hơn 10 năm nay, thì bên mình cũng có rất là nhiều các hoạt động và giải đấu, các giải đấu chuyên nghiệp và các giải đấu quốc tế, để tạo ra một cái môi trường mà các bạn đi theo cái ngành này trở thành những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Và thật sự là hiện nay là các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Garena được xây dựng rất bài bản từ cấp phong trào cho tới quốc gia và quốc tế. Và đây, những cái bạn đại diện Việt Nam thi đấu ở trong các bộ môn thể thao điện tử tại SEA Games lần này cũng là thành quả của một cái quá trình đúc kết lâu dài của Garena trong việc xây dựng toàn bộ phong trào. Tiềm năng của người Việt ở bộ môn thể thao điện tử là rất lớn, vì rất nhiều tuyển thủ Việt Nam đã có trình độ thi đấu ở các đội tuyển hàng đầu thế giới. Một số bộ môn của Việt Nam đã từng vô địch thế giới nhiều năm. Do đó nó sẽ là một cái hành trình rất là dài, và các thế hệ sẽ tiếp nối nhau và truyền lửa cho nhau để cùng chinh phục những đỉnh cao mới.